Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục ra nhà của em Hoan cô bác ạ. Vừa rồi thì đang đến bữa của em ấy đi nấu cơm rồi. Thấy là em ấy đi hái rau khoai lang này. Rau khoai lang này là em hái ở đầu nhà bên kia hả Hoan? Vâng. Thế rau khoai lang này dùng để làm gì? Để làm canh. Dùng để làm canh nhá. Ôi cái này là cái gì đấy Hoan? Này có sổ gì đây? Không phải sổ. Đây này. Cái này là sổ như kiểu đi Trung Quốc ấy. Đây là sổ của ai đấy? Đây này. Sấy. Em xem là sổ của ai đấy. Có còn dùng được không? Không. Không à? Vâng. Thế là bây giờ đi lấy nước đúng không? Vâng. Thế cơm này nấu xong rồi à? Cơm này thì hôm nay cắm mấy bát? Một bát dưới à? Thế thì đi. Nước này đi nhà chú bên kia để lấy về à? Vâng. Thế là mỗi lần nấu cơm là dùng xô để mà đi xách à? Vâng. Nước ở khe suối bên này chỉ để em ấy tắm giặt thôi các bác ạ, để tắm giặt này kia thôi chứ không phải là để nước uống. Ui chỗ này có chỗ này sâu ấy nhỉ. Cái khe suối này có bao giờ có cá không hả Hoan? Không. Không có á? Nhìn. Cái nước sạch là hoa lên trên này để lấy để về uống à? Vâng. Cái hoa là lên tận trên nhà chú này để mà xách nước về để nấu cơm của bác ạ. Hôm nay thì ra là bắt gặp là Hoan đang trong lúc nấu cơm, cho được sẽ ghi hình lại cho các bác cùng xem về một cái thước phim về em Hoan khi mà đến giờ em mới nấu cơm sẽ thường thường là ăn về cái gì. Nước này thì là chú đi tận đâu lấy về? Trong này có vẻ như nuôi cá đấy Hoan. Vừa rồi thì Hoan lấy nước ở trong bể thôi, nhưng mà không biết là nhà chú đang để cá ở trong này, thành ra là phải lấy lại. Được chưa? Chưa. Mỗi một xô này xách về thì dùng được bao lâu? Một buổi. Được một buổi thôi à? Dạ. Thế là cứ đi nhá. Thế là cứ hết. Ui, giờ kia có chó đấy. Thế là cứ hết là lên lấy xách thôi à? Cái dây ống nước này xuống không phải là của nhà Hoan à? Vâng. Hoan? Vâng. Không phải là của nhà Hoan à? Không. Hoan thì là một mình tự ở của bác, thành ra là cũng không có người lớn, không có người lớn để mà đi tìm mà nguồn nước, xong là kéo về lúc nào mà em ấy cần thì em ấy lên trên để mà xách thôi.
một cậu bé năm nay mới chỉ có 11 tuổi thôi đấy, nhưng mà cái cuộc sống tự lực của em ấy phải nói là rất là lớn. Khi mà rơi vào cái hoàn cảnh này, hầu như là hoàn cảnh nào Tuấn Lực đi chia sẻ thì đều là thấy các em là tự lập rất là sớm. Ở nhà thì là sau mấy thời gian vừa rồi thì là mưa nhiều quá, là bị sạt đi, là bị tường là bị đổ đi là một nửa rồi. Cái đấy tuột rồi Hoan. Kệ nó để đấy. Thế thường thường là Hoan là cắm Hoan là một ngày là ăn tầm bao nhiêu bát gạo? Nấu bao nhiêu bát gạo? Một bát rưỡi. Một bát rưỡi à? Vâng. Một bát rưỡi là được cả ngày luôn à? Vâng. Cẩn thận nhá, lấy cái kia kìa. Lấy cái rẻ kia. Bật lửa đừng có để vào đây Hoan này, bật lửa đừng có. Bật lửa em để cất đi chứ không là để nổ ấy. Cơm sôi chưa? Ừ. Sôi rồi à? Một tí nữa em ăn. Một tí nữa em lấy thịt để rửa nhá, rửa rau xong ấy. Hôm nay thì là cháu Đức cũng mua cho Hoan là 2 cân thịt cô bác ạ. Ở đây thì hôm nay là được. Hả? Phải thức đi rửa à? Thế đi đi. Hôm trước thì cháu Đức được là bác Chiêm ở bên Bắc Hà Lào Cai cô bác, là gửi cho Lực là 700.000 và trong đó thì là mua thực phẩm cho em Hoan là 500.000, lại còn 200.000 còn lại thì là bác là để cho cháu Lực là mà kinh phí đổ xăng đi lại. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên cháu Lực là trích cái tiền của bác Chiêm là bác ấy mua thức ăn cho em Hoan. Cái này là như kiểu là một cái chậu ấy nhỉ Hoan nhỉ? Vâng. Thế là em tắm mới lại giặt là tắm ở đây hết à? Vâng. Tắm thì thường thường là mấy giờ tắm? Tầm 5 giờ. 5 giờ chiều là tắm à? Vâng. Đấy, thời tiết là bây giờ là chuẩn bị là mưa nữa rồi cô bác ạ. Thời tiết ra thời gian này thì lúc nắng lúc mưa không biết là đường nào mà lần được chưa. Ừ. Đừng có nghỉ nữa, rửa xong thì đi về thôi, tí là sẽ đi cơm cháy á. Cẩn thận nha, những cái chỗ này rất là trơn Hoan ạ. Vâng. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng có mua cho Hoan là 2 cân thịt cô bác ạ, khá là nhiều. Đấy mà ở đây thì là không phải là ngày nào cháu Lực cũng lên cho nên là cháu Lực không thể là mỗi đi được. Và ở đây thì có nhà nào có tủ lạnh không Hoan? Có nhà chú. Nhà chú à? Vâng. Thế Hoan thái ăn một bữa đi xong là như nào thì cất vào nhà chú nhá. Vâng. Đấy, xong thì lại để lúc nào mà ăn thì lại lấy về. Cẩn thận nhá, dao ấy. Ơi cẩn thận đừng có rút kiểu đấy. Bỏ cái dây kia đi. Bỏ cái dây này, đấy. Đấy bỏ cái dây này đi thì mới lấy được. Bây giờ em phải rửa rau đã. Em phải rửa rau thì mới có chỗ để Hoan ạ. Đấy, khu bếp của em Hoan thì phải nói là như kiểu là một khu bếp tạm ấy cô bác. Ở đây thì là những cái giá này, chỗ này là Hoan là tự làm hết. Hoan thì là bàn tay của trẻ con đấy các bác, thành ra là không thể mà làm được cái mà nó gọi như là đẹp đẽ được. Anh lấy cái này đổ đi anh. Hả? Cái này. Từ từ anh đổ dậu đổ này thôi nhá. Vâng. Đấy. Rau này thì rửa sạch chưa?
Thế là hôm nay là mà anh không mua thịt nên là Hoan là ăn cơm với lại rau khoai lang thôi à? Vâng. Cơm này thì có vẻ như là được chưa Hoan này? Tí nó cháy nhá. Hôm nay thì sẽ là ăn cơm với lại, ôi, cô anh mở cái, anh mở không được. Hôm nay thì sẽ ăn cơm với lại em Hoan là một bữa cô bác ạ. Được chưa? Được. À. Phải biết nấu cơm là bằng bếp này thì phải nói là rất là giỏi của bác ạ. Phải căn lửa cho nó đều, với lại lúc nào mà cơm ấy đi là phải đem đi xuống để mà nhưng cái chảo này là chắc là cũng được anh Trình là mua lên cho à? Vâng. Thế mỗi lần nếu mà uống nước thì là uống nước lá à? Không, uống nước nóng. À, uống nước là sôi để nguội à? À, thế là em cũng biết là khi mà các anh mua đồ đạc lên là cũng biết là làm thế nào để mà dùng đấy. Là cái này là em ấy là đun lên để mà lúc nào mà khát là uống. À, chứ là đừng có uống nước lá nhá. Vâng. Chứ uống nước lá là dễ bị bệnh lắm đấy. Xào thịt trước hay là nấu canh trước? Nấu canh trước. Nấu canh trước à? Vâng. Thế là rau khoai lang này là dùng để nấu canh à? Vâng. Cái bao ở trên này là bao gì đấy hả Hoan? Bao ở trên này là bao gì á? Bao để chai. Bao để chai à? Vâng. Và những cái đồ đạc của em thì em ấy đều là cất vào trong này hết cô bác ạ. Cất vào thùng này kia hết. Quần áo của Hoan thì là Hoan để vào trong hòm kia à? Vâng. À. Chiều nay thì Hoan có đi làm cho ai nữa không chiều nay ấy? Không. Không à? Vâng. Chiều nay là Hoan đi lấy củi hay là đi làm cái gì? Đi lấy củi. Chiều nay là đi lấy củi thôi à? Vâng. Cẩn thận nhá. Hết sức là cẩn thận nhá, dùng dao ấy. Thế là mọi lần là đi lấy củi là lấy dao nào đi lấy? Dao. Yeah. Dao à, dao kia à? Ôi, cẩn thận. Ôi rồi, bắn ra rồi. Đây là bây giờ là đổ nước vào à? Vâng. Đây, ở đây thì là cháu Lực là ghi hình lại xem là một cái cậu bé mà 11 tuổi thì mà tự lập đói là phải biết tự biết nấu ăn là nấu như thế nào để cho các bác cùng biết, các bác cùng xem. Nói là cũng rất là nghị lực cô bác ạ. Khi mà bố mẹ mà bố thì là mất đi rồi, còn mẹ thì là bỏ đi theo người khác. Có chú nhưng mà Hoan là cũng không ở với chú đâu, tự một mình là ở riêng. Có thể là Hoan không muốn ở với chú, có thể là chú là không muốn cho Hoan là ở cùng. Ở nhà có cái lọ nào không? Có. Thế là đổ mì chính vào lọ đi. Vâng. Dùng dao để cắt đi, dùng kéo nữa để cắt, chứ đừng là dùng mồm ấy, dùng mồm là xách mồm ấy.
Hoan thái thịt nhá. Vâng. Để anh xem rau này. Vâng. Những cái bữa ăn hàng ngày của em thì phải nói là không có một chất đạm một chút nào các bác ạ. Toàn là hôm nay thì nếu mà không lên ấy là chỉ có ăn rau với lại thêm là cơm thôi. Thịt này thì là một Khoan là dùng để gửi bên trên nhà nào có tủ lạnh nhá. Vâng. Còn không thì là anh sẽ để ướp muối cho. Khoan muốn dùng để ướp muối hay là để đem đi gửi? Để ạ. Dùng để gửi thôi à? Vâng. Ở đây thì là đến lúc mà khi mà cháu Lực với lại thêm là anh Trình hay là anh chị Quyệt Yến lên đấy các bác, thì thỉnh thoảng là mua thịt lên thì em Hoan mới được ăn thịt thôi, chứ không là chỉ toàn ăn rau với lại là những cái mà gọi là đồ kia này nọ nữa. Cẩn thận nhá. Dạ. Lấy thái xuống, đừng có lấy băm. Thịt nó ấy mà. Về hoàn cảnh của em Hoan thì phải nói là cũng rất là đặc biệt cô bác ạ. Mẹ thì là sau khi mà bố của em ấy mất ấy, thì là cũng đi lấy chồng mới, xong là bỏ em Hoan ở nhà một mình. Thời điểm này là em Hoan còn đang nghỉ hè là ở nhà nhiều hơn. Thế còn là mấy nữa khi mà em ấy đi học ấy thì em ấy lại là không có ở nhà mấy, toàn ở trong trường thôi. Và đến cuối tuần thì em ấy mới đi mới về một lần. Hoan thái thịt xong chưa? Dạ. Bỏ lại vào túi bóng, xong là tối Hoan tí nữa Hoan đem đi gửi. Đây thì là Hoan bảo là đem đi để gửi cho các bác, cho nên là cháu Lực không có ướp muối cho Hoan nữa. Mỗi bữa thì em ấy chỉ có thái ra là một chút này để ăn thôi bác. Phải treo lên chứ không là để lấy treo trên cao này. Nhà Hoan thì có móc khóa nhiều đấy nhỉ, có móc nhiều đấy nhỉ. Vâng. Nhà gỗ thì hầu như là chỗ nào cũng đóng đinh để mà làm mà móc treo hết. Hoan dùng cái này bỏ ra chậu đi, xong rồi rửa đi. Thịt đấy. Vâng. Hoan thì là tầm độ 15 ngày nữa là đi học rồi nhà Hoan nhỉ. Vâng. Nên là đi học cái này là một tuần lại cũng mới về nhà là một lần. Vâng. Thường thường là mấy năm trước em đi học về đến nhà ấy là cuối tuần là ở nhà là làm gì? Đi lấy củi. Đi lấy củi à? Vâng. Đi lấy củi để đem về nhà dùng hay là đem đi bán? Đi bán. À, thế là lúc nào mà đi học là đem vác xuống trường để mà bán luôn à? Vâng. Bây giờ thì hai anh em sẽ nấu cơm một lúc đã cô bác. Thì một tí sẽ lại cái hình sau cô bác ạ. Nóng không Hoan? Hả? Nóng không? Nóng. Đây hai anh em đây, lúa đây này Hoan đây. Dầu.
Dầu á? Dầu ăn để sâu vậy? Đấy, cẩn thận nhá. Ừ. Hai anh em đang nấu cơm thì là trời đổ về một cơn mưa cũng khá là lớn rồi các bác ạ. Nhưng mà mưa này là một tí nó lại nắng các bác nhá. Có lúc lúc nắng lúc mưa ấy. Đây. Những bữa cơm của Hoan là thường thường là chỉ có là một mình em ấy là ăn cơm đúng không bác ạ? Lúc nào mà có cháu Lực lên thì là với lại thêm là bạn Trình nữa lên ăn cơm cùng thì là mới có hai người để mà ăn thôi. Lấy ghế cái ra ngồi kìa, lấy ghế cái ra ngồi để sao? Em ngồi như thế thì thành ra là nó vào mắt nhiều quá. Được. Bếp khói thì phải nói là cực kỳ bếp củi của bác phải cực kỳ là nhiều khói luôn. Bác là làm gì đấy? Sửa bật lửa à? Đây vừa rồi là có một cái bật lửa là đang dùng là bị bật ra của bác ạ. Thế nhưng mà vẫn còn là rất là nhiều ga. Thấy không? Không. Không thấy à? Nếu không thấy thì thôi, để mấy đứa lúc nào anh lên anh mua tiếp là bật mua bật lửa cho sau. Bật lửa này thì là đi lên rừng này là đừng có cầm theo nhá. Vâng. Lên rừng là cầm theo là nếu mà vui vui là đốt 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 một tí rác là cháy đấy. Hầu như là nhìn vào ngôi nhà của Hoan là không có một cái món đồ nào mà giá trị cả các bác ạ. Cho nên là trộm người ta cũng không có dò mò mấy. Đấy, nhưng mà về vào cái thời gian này khi mà được các bác gửi quà lên nhiều á, nếu mà đem lên nhà Hoan nhiều là cũng có khi là cũng sợ bị mất rồi các bác. Bây giờ thì nếu mà như các bác gửi những cái món đồ gì ấy, thứ nhất là có thể là để ở nhà bạn Trình và thứ hai là có thể là để ở nhà cháu Lực. Lúc nào mà nhà cửa em mới đàng hoàng xong thì mới dám đem lên cô bác ạ. Anh ngồi đi. Ngồi đi, đấy, cứ ngồi em ngồi ghế đấy để sao đấy, để sao thịt đi. Đấy như một ấm nước này là buổi sáng sớm dậy ra là đun à? Wow. Hoan là đầm độ là 15 ngày nữa là em mới đi học rồi các bác. Đến cuối tuần là em mới về. Cuối tuần thì thường thường là em mới về một lần là đi lên trên rừng để mà lấy củi về, xong là đem đi xuống cái chợ cái để mà bán. Hay là dùng cái tiền đấy để mà coi như là trang trải cái kinh phí ở dưới đấy, kinh phí ở trong trường. Thực sự ra thì ở trên vùng cao đấy thì là vẫn còn được là thuộc dạng là chế độ là hỗ trợ tiền học là rất là cao các bác ạ. Và đặc biệt là rơi vào hoàn cảnh của em Hoan nữa. Và các cô các thầy thì cũng biết về hoàn cảnh của các em. Thành ra là hoàn cảnh của em Hoan, thành ra là cũng tạo điều kiện và giúp đỡ cho Hoan. Ở trong trường thì là thường thường là ăn bao nhiêu bữa? 3 bữa. Ăn 3 bữa à? Dạ. Thế là buổi sáng 1 bữa, xong là buổi buổi trưa 1 bữa, buổi tối 1 bữa à? Dạ. Ở dưới học ở trường thì ăn uống là thịt thà là đầy đủ ở nhà. Vâng. Chứ không như ở nhà. Đấy là Hoan là cuối tuần nghỉ về nhà là có phải là đi lấy củi không? Vâng. Đi lấy củi à? Lấy củi thì em đi tận đâu lấy? Rừng kia. Rừng kia à? Vâng. Rừng kia là rừng của nhà em hay là rừng già? Rừng nhà em. Rừng của nhà em à? Vâng. Thế là lấy củi như này thì là đem xuống trường thì nộp trường hay là để đem đi bán? Đi bán. Đi bán à? Vâng. Một bó này thì được tầm bao nhiêu tiền? 10.000 hay 20.000 em để mua dầu gội tắm. Để mua dầu gội tắm à? Vâng. Thế nhưng cái đấy thì nhà trường không phát cho à? Không. Thế nhưng cái đấy là tự mua đúng không? Vâng. Nói chuyện một lúc thì sắp chín chưa? Vâng. Rồi.
Hả? 9 người. Rồi sau cái thời gian thì bây giờ hai anh em là chuẩn bị là ăn cơm rồi các bác. Ôi Hoan này, từ từ. Em đừng có đổ vào đây này, em lấy đũa gắp gắp ra thôi. Không là tí nó hỏng hết cả cái bát này ấy. Hoan có cái bát sứ không? Có biết bát sứ bát nào không? Cái tô ấy, cái tô như kiểu cái bát con này này. Không có à? À, thế để lần sau anh lên anh mua cho mấy cái bát tô đấy. Thấy thiếu những cái gì thì là bảo anh nhá. Vâng. Xong thì mấy nữa nếu mà đi học không ở nhà đấy là để vào chỗ nào vào đấy cho nó thật kín đáo nhá. Vâng. Cuối tuần về thì mới có cái để dùng. Cái dầu này thì là một tí nữa là đổ vào cái bát như kiểu mình ăn cơm ấy. Vâng. Xong là lúc nào mà mình ăn thì mình là đem cái dầu này ra dùng, cái mớ này ra dùng nhá. Cái mớ này là mớ lợn chứ không phải là dầu ăn. Hôm nay là anh sẽ cùng Hoan là ăn cơm một bữa nhá. Dạ. Sang năm sau là Hoan là lên lớp mấy rồi nhỉ? Năm sau ấy. Năm nay ấy, mấy đứa tháng 8 đi học ấy. Đã lên lớp 6. Là lên lớp 6 à? Vâng. Đấy, bây giờ đối với độ tuổi của em thì là tự lập như này cô bác là còn là quá nhỏ cô bác ạ. Ôi cẩn thận nhá. Lấy cái rẻ đi em ơi, đây này, lấy cái này. Đây lấy cái này này. Này. Cả cái rẻ kia. Chứ không đừng nhấc thế là rơi vào người là bỏng đấy. Hôm nay thì sẽ cùng em Hoan là ăn cơm các bác ạ. Hôm nay thì nếu như mà cháu Lực không mua thịt lên nữa là Hoan là chỉ có ăn nguyên dâu thôi. Cái thịt này thì là được bác Chiêm là bác ấy gửi tiền cho cháu Lực để mua. Thì cháu Lực cũng xin thay mặt là Hoan gửi một lời cảm ơn tới bác Chiêm rất là nhiều. Cảm ơn bác đã gửi tiền để mà cháu Lực mua thịt cho em Hoan. Cơm chín chưa ạ? Dạ. Chín rồi à? Vâng. Ủa sao ở bên này nó dính cái chỗ này đen đen đấy nhở? Nấu Hoan là nấu bằng bếp củi thì cũng rất là giỏi các bác ạ. Lấy cái gì ấy? Lấy bát à? Vâng. Hoan là không có nhà, không có cái muôi à? Không. À. Rồi, không có muôi, dùng cái bát để múc luôn rồi. Để lên trên cái nồi ấy, tí nó không rơi đâu. Đấy. Rồi, em xin nhá. Rồi, đấy, để đây. Để vào trong nồi luôn. Đấy, Hoan ăn cơm đi. Mời các ông các bà ăn cơm đi. Con mời các ông các bà, các cô, các chú ăn cơm. Rồi. Em mời anh ăn cơm. Rồi, ăn cơm đi. Đấy. Cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, các chú anh chị là cùng hai anh em để ăn cơm. Đấy, ăn cơm mà gắp thịt ăn đi, Hoan. Vâng. Đấy, hôm nay là bác Chiêm, bác ở bên Bắc Hà là bác ấy gửi tiền cho anh để mà mua thịt. Một thịt cho Hoan nhá. Dạ. Đây Hoan ăn nhiều vào đi. Vâng. Đây này. Ăn nhiều thì tí chiều mới đi lấy củi được. Chiều nay lại tiếp tục đi lấy củi à? Vâng.
ăn trước đi, anh ăn sau. Hola. Rồi. Rồi. Cơm đi. Hoàn gắp thịt cho anh đầy hết cả bát rồi gì nữa. Hoàn sấy bát cơm bát to quá, sắp không ấy, sắp không được rồi. Nó khoai lang này là sau hoa lấy vẻ có ít tỏi. Sao? Biết tỏi không? Có à? Ăn một ăn cơm một mình với ăn cơm hai người thì khác hẳn không? Hay ăn nhiều thịt mới ngon nhá. Ăn cơm ăn nhiều bát nào. Anh chỉ ăn được một bát thôi, Hoan ăn hết đi nhá. Wow. Ăn đi. Hoan lại gắp cho anh à. Này anh gắp cho Hoan này, ăn ăn nhiều rồi nhá. Dầu ăn khoai lang nấu như cách của Hoàng ăn ngon phết nhỉ. Ăn nhiều lắm, rất là mát mẻ quá.
Người bán thì thường thường là đây. Người bán thì thường thường là Hoan nói với cháu Lực rằng là em ấy rửa bát ở đây, xong là một tí nữa là dùng nước sạch kia để tráng qua một lần nữa. Được chưa? Chưa. Hả? Chưa. Chưa. Đây để rồi bắt được này. Đây. Đâu lấy cái rẻ cho anh. Cái rẻ đâu? Đấy. Đây là một tí đi lấy nước sạch về một lần nữa đúng không? Vâng. Rửa bát là phải rửa luôn cả cái đít này. Cái đít này nó mới bẩn nè. Đâu lấy đây. Đây anh lấy đây rồi, rửa kia đi. Ấy được không? Một tí là mình dùng cái này để mà để nước sạch luôn này, ta để cái bát sạch luôn này. Đừng sờ vào cái đít của nó nhá, cái đít của nó ấy lắm. Cái đít thôi, một tí nữa mình rửa lại. Một tí là dùng nước sạch để tráng qua một lần nữa đúng không? Đây, bát này. Đây, Hoan cứ rửa, Hoan cứ tráng cái bát này đi. Xong là để anh. Rồi. Đang rửa này là nếu mà mưa là phải chạy luôn nhá. Vâng. Mưa là đừng có cố mà rửa nhá, vì rằng là sợ rằng là ở dưới này là mưa nhỏ, trên kia là mưa to ấy. Vâng. Đấy. Bây giờ lấy cái nồi kia ra cho anh. À cái chảo kia ra cho anh. Cái anh rửa cái phần đít của nó. Này, ôi giời. Cái này là em là xào bằng cái bếp củi ấy, cho nên là cái phần này nó hơi bị đen nhanh. Tức là xong một bữa là đi rửa một bữa thì nó sẽ không bị đen nhiều. Cái thớt kia rồi, lấy thớt ra đi. Cái rẻ đen thui rồi. Đen thì kệ nó. Mấy nữa nó khắc ấy mà, rửa thớt ra. Ây, Hoan vứt cái rẻ cái đi rồi. Cái chỗ này là vừa rồi cháu Lực cũng nói với cô bác như kiểu là một cái như kiểu là một cái chậu ấy. Một tí là để cái chậu, để cái này vào đây nhá, xong anh cầm cái chảo cho nhá. Đây đây. Đây là cái chảo này là anh cầm đâu nhá. Để đây cho nó khô đã. Để đây cho nó khô à? Vâng. Nhưng mà một tí là đừng quên nhá. Vâng ạ. Đi. Để đây hết à? Vâng, tí về lấy. Nhưng mà lấy cái rẻ ra, cái rẻ kia. Cái rẻ tí nó trôi ấy. Cái này để gọn gọn ra bên kia kìa, để vào cái thớt kìa. Tí nó không trôi. Đây, để tận đây này. Cái thớt thì kệ nó, để đây đi Hoan. Thớt, cầm cái này đi về thôi. Cầm bát kia đi về thôi. Xong anh đi về tráng cái nước sạch kia một lần nữa.
Vậy bây giờ là cái hướng cửa, cái cửa nhà anh Hoan là ra từ bên phía bên này luôn cô bác. Ở bên kia thì hiện tại là chưa có chìa khóa đấy. Đây cái này, bây giờ mà phá đi thì lại là mấy nữa tầm tìm lấy chìa khóa thì lại phí. Còn bên này thì là hôm trước thì cũng bị đổ rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là mấy hôm nay là vẫn chưa có sửa được các bác ạ. Ở đây là ra kia rửa một lượt nước cái nước ở cái khe suối kia này, xong ra đây là Hoan sẽ lại rửa thêm một đợt mà nước sạch nữa. Hoan bảo là đi xách một xô là chỉ có được một buổi thôi. Đây dầu ăn này, dầu ăn này cất cất để đâu? Dầu ăn là cất được kia, thế dầu rửa bát. Dầu rửa bát cái gì đấy? Thế là dầu ăn mọi cái là để vào đây đúng không? Cả gạo nữa đúng không? Gạo thì còn nhiều không anh xem nào? Gạo ở đâu? Xem nào. Ôi gạo còn một tải. Chỗ này là độ đâu đó tầm là hơn 10 cân. 10 cân thì một mình em Hoan thì ăn thoải mái một tuần. Nước rửa tay. Để cái chảo ra bên kia. Xong mà ra đây ngồi nghỉ ngơi một tí, xong mà chắc là anh cũng đi về rồi. Ăn no xong rồi anh đi về đấy Hoan ạ. Chào treo tận đấy à? Một tí Hoan đi lấy củi thì tầm độ mấy giờ thì Hoan mới về? Tầm 2 giờ là về à? Vâng. Thế là nếu mà đi lấy được củi mà 2 giờ mà không được thì có về không? Không. Không à? Thế là phải lấy được củi thì mới về à? Vâng. Vậy hôm nay thì anh lên thì là mua thịt cho Hoan đấy, là có một bác là bác Chiêm ở bên Bắc Hà nhá. Vâng. Là gửi cho Hoan là 500.000. Vâng. Là để mua thực phẩm thức ăn cho Hoan. Vâng. Thì khi nào mà anh lên thì anh lại tiếp tục là mua cho Hoan nhá. Vâng. Lúc nào mà thịt hết thì bảo là muốn ăn gì thì là gọi cho anh mua lên nhá. Vâng. Bây giờ điện thoại thì có rồi. Đấy, lúc nào mà hết tiền ấy thì là bảo anh hoặc là bảo anh Trình nhá. Vâng. Để nạp cho. Đấy, nạp cho nhưng mà không được gọi ông Đăng Tung nhá. Vâng. Chỉ được phép là gọi các anh như là hôm hôm qua em điện cho anh Trình ấy, bị tay bị sao ấy. Đây xem nào, tay này trước bị làm sao đây? Ủa, đây này. Tay này trước bị làm sao đây? Làm cù bị dao chặt. Làm cù á? Vâng. Thế là khâu 2 đến 3 múi sao ấy. Bị lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Vâng. Đấy thì lúc nào mà cần cái gì thì là bảo anh nhá. Vâng. Anh lại tiếp tục là mua thêm cho Hoan nhá. Vâng. Thì mỗi lần mà lên là anh sẽ không có mua nhiều đâu, anh mua một chút thôi. Vâng. Bây giờ mà mua lên nhiều thì Hoan cũng không có chỗ để mà mua những cái đồ mà đắt tiền quá thì là để ở nhà thì sợ là mất nhá. Vâng. Còn là hôm nọ thì cũng được bác Quang là bác ấy mua cho Hoan một cái hòm ấy thì là dùng xong là khóa chìa khóa lại nhá. Vâng. Đấy. Còn là có lẽ là chắc là cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Hoan gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhá. Vâng. Con chào các bà, các cô, các chú. Đấy, cũng rất là mong sau khi mà cháu Lực chia sẻ hoàn cảnh của em Hoan lên thì sẽ được là cô bác anh chị là yêu quý em Hoan, giúp đỡ cho em Hoan về cái phần nào là học tập của em thôi là cũng được cô bác ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được của bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.